Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào chương 4, hệ thức lượng trong tam giác vuông. Cụ thể là vào bài đầu tiên trong chương 4, bài 11 tỉ số lượng giác của góc nhọn, trang 66 sách giáo khoa toán 9 kết nối tri thức. Chúng ta cùng ghi bài. Ta có thể xác định góc dốc alpha của một đoạn đường dốc khi biết độ dài của dốc là A và độ cao của đỉnh dốc so với đường nằm ngang là H hay không? Chúng ta có thể nhìn trong hình 4.1. Trong các tòa chung cư thì người ta thường thiết kế đoạn dốc cho người đi xe lăn với góc dốc là bé hơn 6 độ. Sau khi học xong các kiến thức về bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại để trả lời câu hỏi này nhé. Chúng ta cùng vào mục 1 nhỏ, khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Cho tam giác ABC vuông tại A, xét góc nhọn B, cạnh AC được gọi là cạnh đối của góc B, cạnh AB được gọi là cạnh kề của góc B, như hình 4.2. Xét góc C trong tam giác ABC vuông tại A như hình 4.3, hãy chỉ ra cạnh đối và cạnh kề của góc C. Chúng ta lưu ý đây là góc C này, ở vị trí này, đối diện, vậy ta gọi AB đây là cạnh đối của góc C. Còn ở vị trí bên cạnh đây, người ta gọi đây là cạnh kề. Và đây là cạnh, đương nhiên thì là cạnh huyền rồi. Vậy thì cô sẽ trả lời như sau. AB là cạnh đối của góc C. Còn AC là cạnh kề của góc C. Khái niệm sin, cosin, tan, cotan của góc nhọn alpha. Chúng ta cùng vào hoạt động số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác A'B'C' vuông tại A' có góc B bằng góc B' bằng góc alpha và chứng minh. Cô sẽ vẽ hình ra đã. Cô có tam giác ABC vuông tại A. Tam giác A'B' C' vuông tại A'. Và có góc B bằng góc B' bằng alpha. Câu A. Rõ ràng hai tam giác này có hai cặp góc bằng nhau, vậy nên chúng đồng dạng theo trường hợp góc góc. Vậy cô có tam giác ABC và tam giác A'B'C' có thứ nhất là góc A bằng góc A' bằng 90 độ. Thứ hai là góc beta bằng góc B bằng góc B' bằng alpha theo giả thiết. Thế nên hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc. Câu B, chứng minh các tỉ số. Từ tam giác đồng dạng thì ta dễ dàng ra được các tỉ số như sau. AB trên A'B' sẽ bằng AC trên A'C' và bằng BC trên B'C'. Câu B, chúng ta cùng chứng minh các tỉ số ở đây. Trước tiên ta thấy AC, BC,
A phẩy C phẩy, B phẩy C phẩy, thì chúng ta sẽ sử dụng cặp ở đằng sau này nhé. Vậy ta có này. Áp dụng tính chất tỷ lệ thức. Ta sẽ được AC trên A phẩy C phẩy bằng BC trên B phẩy C phẩy. Suy ra AC trên BC bằng A phẩy C phẩy trên B phẩy C phẩy. Tiếp tục từ AB trên A phẩy B phẩy bằng với BC trên B phẩy C phẩy, thì ta cũng suy ra được là AB trên BC sẽ bằng A phẩy B phẩy chia cho B phẩy C phẩy. Tiếp tục AC AB ta có, vì AC trên A phẩy C phẩy bằng với AB trên A phẩy B phẩy, nên suy ra AC trên AB sẽ bằng A phẩy C phẩy trên A phẩy B phẩy. Tiếp tục cặp cuối cùng AB và AC ta có AB trên AC, AB trên A phẩy B phẩy bằng AC trên A phẩy C phẩy. Suy ra AB trên AC thì bằng A phẩy B phẩy trên A phẩy C phẩy. Nhận xét, trong hình 4.4, các tam giác vuông có cùng một góc nhọn alpha là đồng dạng với nhau. Vì vậy, các tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền, hay cạnh kề và cạnh huyền, cạnh đối và cạnh kề, hay là cạnh kề và cạnh đối của góc nhọn alpha là như nhau. Cho dù độ dài các cạnh đối, các cạnh kề của góc alpha và các cạnh huyền có thể khác nhau với từng tam giác. Vậy chúng ta thấy rằng độ dài cạnh có thể khác nhau nhưng tỉ số của chúng thì luôn luôn bằng nhau. Từ đó thì ta có cho góc nhọn alpha, xét tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn B bằng alpha như hình 4.5 thì ta có này. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc alpha. Ký hiệu là sin alpha. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc alpha. Ký hiệu là cos alpha. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc alpha được gọi là tang alpha và ký hiệu là tang alpha. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc alpha được gọi là cotang alpha và ký hiệu là COT, cotang alpha. Từ đó thì ta có này, sin alpha bằng đối cạnh đối trên cạnh huyền, cos alpha thì bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tang alpha thì bằng cạnh đối trên cạnh kề và cotang alpha thì bằng cạnh kề trên cạnh đối. Và có một công thức liên hệ giữa tang và cotang, đấy là cotang alpha thì bằng 1 chia cho tang alpha. Sin alpha, cos alpha, tang alpha và cotang alpha được gọi chung là tỉ số lượng giác của góc nhọn alpha. Ở đây chúng ta có một lưu ý nữa, đấy là sin và cosin của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1. Vì trong tam giác vuông thì cạnh huyền là cạnh dài nhất, thế nên tỉ số của cạnh đối trên cạnh huyền luôn luôn nhỏ hơn 1. Và vì độ dài của cạnh luôn lớn hơn 0, thế nên chúng ta có được tỉ số lượng giác luôn dương và bé hơn 1. Chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB bằng 3 và AC bằng 4. Hãy tính tỉ số lượng giác sin alpha này, cos alpha, tan alpha với alpha bằng góc beta. Vậy chúng ta nhìn vị trí của góc B đây ứng với góc alpha. Vậy cạnh AC này đóng vai trò là cạnh đối. Cạnh AB đóng vai trò là cạnh kề. Và cạnh BC là cạnh huyền. Chúng ta có xét tam giác ABC vuông tại A với góc B bằng alpha. Theo định lý Pythagore thì ta sẽ có là BC bình sẽ bằng AC bình cộng với AB bình. Thay số vào ta được 4 bình cộng với 3 bình là 9, là 16 cộng với 9 bằng 25.
Thế nên cạnh BC thì bằng căn 25 bằng 5 cm. Theo định nghĩa của tỷ số lượng giác sin, cosin, tan thì ta sẽ có như sau. Sin alpha thì sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Cụ thể ở đây sẽ là cạnh AC trên cạnh BC, thay số vào được 4/5. Cosin alpha hoặc có thể đọc là cos alpha thì bằng kề trên huyền, tức là cạnh AB trên cạnh BC, thay số vào được 3/5. Tan alpha thì bằng đối trên kề, cụ thể là bằng AC phần AB, thay số vào được 4/3. Sin của góc alpha được viết là sin của góc B hay là sin B không có dấu mũ ở trên đầu. Tương tự thì với cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Chúng ta cùng vào luyện tập số 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB bằng 5 cm, AC bằng 12 cm. Tính các tỷ số lượng giác của góc B. Cô sẽ vẽ hình minh họa. AB bằng 5 cm, AC thì bằng 12 cm. Tam giác này vuông tại A. Hãy tính tỷ số lượng giác của góc B, tức là góc này. Trước tiên thì ta nhìn thấy AC sẽ đóng vai trò là cạnh đối này, bởi vì nó ở vị trí đối diện. AB thì là cạnh kề và BC là cạnh huyền. Bạn nào chưa xác định được thì chúng ta cứ viết ra như thế này cho dễ nhìn nhé. Chúng ta mới biết được hai cạnh của tam giác, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng định lý Pythagore để tính nốt cạnh còn lại. Tam giác ABC vuông tại A. Áp dụng định lý Pythagore ta có BC bình bằng AB bình cộng với AC bình, thay số vào được 5 bình cộng với 12 bình bằng 25 cộng 144 bằng 169. Từ đó thì ta sẽ có BC bằng 13 cm. Bây giờ ta sẽ đi tính các tỷ số lượng giác của góc B. Ta tính sin góc B. Chúng ta có thể viết sin B hoặc là B có mũ trên đầu đều được. Sin B bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là AC trên BC, thay số vào được 12/13. Cos góc B hay là cosin của góc B bằng kề trên huyền, tức là cạnh AB trên BC, thay số vào được 5/13. Tan của góc B đối trên kề, tức là AC trên AB, thay số vào được 12/5. Và cotan góc B bằng kề trên đối, giá trị lượng giác sin, cosin, tan, cotan của các góc 30, 45 và 60 độ. Chúng ta cùng vào hoạt động số 2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và AB bằng AC bằng A như hình vẽ 4.7A. Hãy tính BC. Tính BC này và các tỷ số. Câu A nhé. Áp dụng định lý Pythagore. Cho tam giác vuông ABC thì ta sẽ được cạnh BC là cạnh huyền, vậy ta có BC bình bằng AB bình cộng với AC bình, thay số vào AB thì bằng A, BC AC cũng bằng A, vậy ta được A bình cộng A bình bằng 2A bình. BC bình bằng 2A bình nên cạnh BC sẽ bằng lấy căn của 2A bình bằng căn 2 nhân A, vậy cô sẽ viết là A căn 2. Vậy đã tính xong cạnh BC. Bây giờ chúng ta sẽ tính tỷ số AB trên BC. AB là bằng A, BC là bằng A phần căn 2. Vậy thu gọn được 1/2.
chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu với căn 2, được căn 2 phần 2. Tiếp theo, tính tỉ số AC trên BC. Cũng tương tự bằng A trên A căn 2, bằng căn 2 phần 2. Từ đó suy ra sin 45, cos 45 độ. Chúng ta có sin của góc B bằng đối trên huyền, tức là bằng cạnh AC trên cạnh BC. Mà AC trên BC thì chúng ta đã tính được bằng căn 2 phần 2. Mà sin góc B chính là sin của 45 độ. Vậy chúng ta có sin của 45 độ bằng căn 2 trên 2. Tiếp tục cos 45 độ. Cos 45 độ thì chính là cos của góc B. Vậy cô viết công thức cos góc B ra trước. Cos góc B bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng AB trên cạnh BC. Và mình cũng đã tính được bằng căn 2 trên 2. Thế nên ta kết luận vậy, cos của 45 độ bằng căn 2 phần 2. Câu B, tính các tỉ số AB trên AC. Ta có AB trên AC bằng AB là A, AC là A, vậy A trên A bằng 1. Và cặp tỉ số của cạnh AB trên cạnh AC cũng chính là giá trị đối, giá trị tan của góc C. Tan của góc C, vậy cô sẽ viết như sau. Tan góc C bằng cạnh đối là cạnh AB trên cạnh AC bằng 1. Nên tan của 45 độ, góc C bằng 45 độ mà, bằng 1. Tiếp tục với cotang 45, ta lấy tỉ số của AC trên AB bằng A trên A bằng 1. Và cotang của góc C kề trên đối, tức là AC trên AB bằng 1. Vậy chúng ta có cotang của 45 độ bằng 1. Hoạt động số 3. Xét tam giác đều ABC có cạnh bằng 2A như trên hình. Tính đường cao AH của tam giác ABC. Câu A, tam giác ABC vuông tại H. Áp dụng định lý Pythagore. Ta sẽ được AH bình bằng AB bình trừ đi BH bình. Cụ thể thay số vào, ta được AB thì chính là 2A tất cả bình trừ đi BH bằng A bình, bằng 4A bình trừ A bình bằng 3A bình. Từ đó thì ta có AH bằng căn của 3A bình bằng căn 3A, hoặc chúng ta sẽ viết ngược lại thành A căn 3. Câu B, tính sin của 30 độ. Đề bài cho góc BAH bằng 30 độ. Dễ dàng giải thích bởi vì tam giác ABC là tam giác đều có các góc bằng 60 độ. AH là đường cao đồng thời là đường phân giác. Vậy sẽ chia góc BAC ra thành hai góc, mỗi góc bằng 30 độ. Vậy sin của 30 độ thì ta sẽ tính như sau. Sin của 30 độ chính là bằng sin của góc BAH. Trong tam giác vuông BAH, sin bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng BH chia cho cạnh huyền là AB. BH bằng A, AB là bằng 2A. Vậy sin của góc này bằng sin của 30 độ bằng 1 phần 2. Tiếp theo, cos 30 độ. Cos của 30 độ chính là bằng cos của góc BAH
bằng cạnh kề trên cạnh huyền là cạnh AH trên cạnh AB. Cạnh AH chúng ta tính được là A căn 3, AB là 2A, vậy rút gọn được căn 3 phần 2. Sin của 60 độ. Sin của 60 độ chính là sin của góc ABH. Sin thì bằng tỉ số của cạnh đối trên cạnh huyền, tức là AH trên AB. Ở phía trên ta đã tính AH trên AB bằng căn 3 phần 2. Cốt 60 độ chính là bằng cos của góc ABH bằng cạnh kề BH trên cạnh huyền AB. Ở trên chúng ta đã tính BH trên AB bằng 1 phần 2. Câu C. Tính tang của 30 độ. Ta có tang của 30 độ chính là bằng tang của góc BAH bằng tỉ số của cạnh đối trên cạnh kề, tức là cạnh BH trên cạnh AH bằng A chia cho A căn 3. Ta được 1 phần căn 3, hay là nhân cả tử và mẫu với căn 3, ta sẽ được là căn 3 phần 3. Cotang của 30 độ chính là bằng cotang của góc BAH bằng AH trên BH bằng A căn 3 trên A bằng căn 3. Tang của 60 độ là bằng tang của góc ABH. Tang thì bằng đối trên kề, bằng cạnh AH trên cạnh BH. AH trên BH thì mình đã tính ở trên là bằng căn 3. Cotang của 60 độ bằng cotang của góc ABH bằng cạnh BH trên AH. Ở trên thì ta đã tính được bằng căn 3 phần 3, có vẻ cô viết luôn. Từ hoạt động 2 và hoạt động 3 thì ta có bảng sau. Đây là bảng các giá trị lượng giác sin này, cosin, tang và cotang của các góc 30, 45 và 60 độ. Chúng ta cùng đến với phần ví dụ số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có góc C bằng 30 độ và cạnh BC thì bằng A như hình 4.8. Tính các cạnh AB, AC theo A. Trước tiên thì ta có sin của góc C sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền bằng AB trên BC. Từ đó nhân chéo ra thì ta được AB sẽ bằng BC nhân sin góc C. Cạnh BC đề bài đã cho bằng A. Sin góc C thì chính là sin của 30 độ. Mà sin của 30 độ chúng ta đã có ở phía trên rồi. Sin của 30 độ bằng 1 phần 2. Vậy thay vào đây ta sẽ được A nhân 1 phần 2 bằng A phần 2. Tương tự cốt góc C thì bằng kề trên huyền, tức là bằng cạnh AC trên cạnh BC. Từ đó thì ta có AC sẽ bằng BC nhân cốt góc C. Mà cốt góc C thì chính là bằng cốt của 30 độ bằng căn 3 phần 2. Vậy thay số căn 3 phần 2 vào, ta được A nhân căn 3 phần 2. Luyện tập số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có C bằng 45 độ và cạnh AB bằng C. Cô sẽ vẽ hình trước. Tính cạnh BC,
BC thì đóng vai trò là cạnh huyền. Thế nên cô sẽ có sin của góc C bằng AB trên BC. Từ đây thì cạnh BC sẽ được tính bằng AB chia cho sin của góc C. Thay số vào ta được cạnh AB thì bằng C, mà sin của góc C thì chúng ta đã có sin của 45 độ. Sin của 45 độ trên bảng thì ta có sin 45 bằng căn 2 phần 2. Vậy thay vào đây ta được C chia cho căn 2 phần 2. Nhân nghịch đạo ta được 2C phần căn 2. Rút gọn đi còn căn 2C. Tính cạnh AC. Tính cạnh AC thì chúng ta sử dụng đến tang. Tang của góc C sẽ bằng cạnh đối trên cạnh kề. Cạnh đối là cạnh AB, cạnh kề là cạnh AC. Từ đây thì chúng ta sẽ ra được cạnh AC sẽ bằng AB chia cho tan C. Ta có cạnh AB thì bằng C, mà tan của góc C là tan của 45 độ. Theo kết quả ở trên bảng chúng ta tính vừa nãy, đây là góc đặc biệt, tan 45 độ bằng 1, vậy ta có C trên 1 bằng C. Như vậy thì chúng ta đã được kết quả của tính BC và AC theo C. Cụ thể, cạnh BC chúng ta đã tính được căn 2C. Và cạnh AC thì bằng C. Chúng ta cùng đến với phần 2, tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Hoạt động số 4. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Cho tam giác ABC vuông tại C có góc A bằng alpha và góc B bằng beta như hình 4.9. Hãy viết tỉ số lượng giác của góc A, alpha, beta theo độ dài các cạnh của tam giác ABC. Trong các tỉ số đó thì hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau. Trước tiên với góc alpha nhé, ta có này. Sin alpha bằng đối trên huyền, tức là BC trên AB. Cos alpha bằng kề trên huyền là AC trên AB. Tan alpha bằng đối trên kề, tức là BC trên AC. Và cotang alpha bằng kề trên đối bằng AC trên BC. Đây là góc alpha. Tiếp theo thì ta có sin của góc beta bằng cạnh đối trên cạnh huyền là AC trên AB. Cos beta bằng kề trên huyền BC trên AB. Tan của góc beta đối trên kề AC trên BC. Và cotang của góc beta bằng kề trên đối, tức là BC trên AC. Sau khi viết xong thì ta thấy rằng này, sin alpha bằng cos alpha. Cos alpha thì bằng sin của beta. Sin alpha bằng cos beta, cos alpha thì bằng sin beta. Tan alpha thì bằng cotang của góc beta và cotang alpha thì lại bằng tan của góc beta. Ta kết luận như sau. Sin alpha bằng cos beta này. Cos của alpha thì lại bằng sin của beta này. Tan alpha thì bằng cotang của beta và cotang của alpha thì lại bằng tan của beta.
định lý. Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin của góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia. Về số đo thì hai góc phụ nhau có thể gọi là coi là hai góc nhọn của một tam giác vuông. Chú ý, cho alpha và beta là hai góc phụ nhau như hình 4.9 thì ta luôn có sin alpha bằng cos beta, cos alpha bằng sin beta, tan alpha bằng cotan beta và cotan alpha thì bằng tan beta. Chúng ta cùng vào ví dụ số 3. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn 45 độ. Sin của 60 độ thì sẽ bằng cos của góc phụ với nó, tức là lấy 90 trừ 60 là cos 30. Cos của 75 độ thì bằng sin của góc phụ với nó là 90 trừ 75 bằng 15, vậy sin 15. Tương tự, sin của 52 độ 30 phút thì bằng cos của 90 độ trừ đi 50 độ trừ 30, 52 độ 30 phút bằng cos của 37 độ 30 phút. Tan của 80 độ thì sẽ bằng cotan của 90 độ trừ 80 độ bằng cotan của 10 độ. Cotan của 82 độ thì bằng tan của 90 độ trừ 82 độ bằng tan của 8 độ. Luyện tập 3. Hãy giải thích vì sao sin của 35 độ bằng cos của 55 độ. Ta có này. Sin của 35 độ sẽ bằng cos của 90 độ trừ đi 35 độ, chính là bằng cos của 55 độ. Tan của 35 độ bằng cotan của 90 độ trừ đi 35 độ bằng cotan của 55 độ. Chúng ta đến với phần 3, sử dụng máy tính cầm tay. Tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 4. Dùng máy tính cầm tay tính các giá trị lượng giác sau và làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3. Về số đo góc dưới đơn vị độ thì còn có các đơn vị phút và giây với quy ước như sau. 1 độ thì bằng 60 phút và 1 phút thì bằng 60 giây. Ta sẽ cùng thực hành nhé. Để tính sin 27 độ thì ta sẽ bấm như sau. Các bạn nhìn thấy chữ sin 27 độ. Chúng ta có thể bấm đóng ngoặc hoặc không bấm đều ra một kết quả nhé. Này 0,45 như trên màn hình. Tiếp tục cos của 32 độ 15 phút. Bằng. Tiếp tục tan của 52 độ 12 phút. Bằng như kết quả trên màn hình. Và cotan thì chúng ta thấy rằng là không có phép toán cotan ở trên màn hình, chỉ có sin, cos và tan. Thế thì để tính cotan ta sẽ bấm như sau. Ta bấm tan của 35 độ 23 phút sau đó các bạn bấm cho cô bằng, rồi bấm phím x mũ trừ 1 đây bằng 1,408, được chưa nào? Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 thì ta sẽ được như sau. Sin của 27 độ ta lấy đến số 3, sau 3 là số 9, vậy ta làm tròn lên là 4, 0,454. Tương tự 0,845, sau 5 là số 7, thế nên ta sẽ làm tròn lên một đơn vị là 0,846. 1,289, sau 9 là số 1, vậy ta giữ nguyên 1,289. 1,408.
Lưu ý, cô tang của 35 độ 23 phút thì bằng 1 phần tang của 35 độ 23 phút. Thế nên vừa rồi chúng ta đã bấm cái an mũ trừ 1 đấy. Chính là 1 phần của tang 35 độ 23 phút. Nhận xét, để tính cô tang của 35 độ 23 phút, ta có thể tính trực tiếp như trên hoặc có thể tìm góc phụ với góc 35 độ 23 phút là lấy 90 độ trừ đi 35 độ 23 phút sẽ ra được là 54 độ 37 phút. Rồi chúng ta tính tang của 54 độ 37 phút rồi suy ra kết quả đều được. Chúng ta cùng đến với phần luyện tập số 4. Sử dụng máy tính cầm tay tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đếm chữ số thập phân thứ 3. Cô sẽ viết sẵn các cái câu cần tính ra đây. Đầu tiên ta bấm sin của 40 độ 54 phút. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3. Vậy ta có sau số 4 là số 7, vậy làm tròn lên thành 0,655. Tiếp tục câu B. Bấm cốt của 52 độ 15 phút. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 được 0,612. Tiếp theo tang 69 độ 36 phút. Sau số 8 làm tròn là số 9 nên là chúng ta làm tròn thành 2,689. Cuối cùng, cô tang thì ta bấm tang của 25 độ 18 phút bằng sau bấm số an mũ trừ 1 được 2,155. Vậy chúng ta làm tròn thành 2,116. Hoặc chúng ta cũng có thể tìm cái góc mà phụ với góc 25 độ 18 phút thì ta sẽ bấm như sau. Cô tang của góc này sẽ bằng tang của 90 độ trừ đi 25 độ 18 phút. Cũng sẽ ra cùng một kết quả. Ví dụ số 5. Dùng máy tính cầm tay tìm các góc làm tròn đếm phút, biết sin alpha 1, biết các giá trị lượng giác, chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Đầu tiên, biết sin alpha 1 bằng 0,3214, thế thì chúng ta muốn tìm góc ta sẽ bấm shift sin của 0,3214 bằng 18,7476. Để ra được độ thì chúng ta sẽ bấm là 18 độ 44 phút 51,4 giây. Ở đây chúng ta làm tròn này 44 phút và 51 giây, thế nên chúng ta sẽ làm tròn lên một đơn vị thành 45 phút. Vậy chúng ta được kết quả alpha 1 bằng 18 độ 45 phút. Tương tự với góc alpha 2, ta có shift code
của 0,4321 bằng đổi sang độ ta được 64 độ 23 phút 56,74 giây. Vậy số 56 này lớn hơn 30, thế nên chúng ta làm tròn lên một đơn vị thành 24 phút. Vậy kết quả là 64 độ 24 phút. Tiếp tục với góc alpha 3, chúng ta bấm shift tan của 1,2742 bằng bấm đổi sang độ, ta được 51 độ 52 phút 29,85 giây. Chúng ta thấy rằng là giá trị này nhỏ hơn 30, thế nên chỗ này chúng ta để nguyên 51 độ 52 phút. Vậy kết quả 51 độ 52 phút. Đối với cô tang thì chúng ta sẽ bấm như sau. Chúng ta vẫn bấm shift tang của 1,5384 5384. Sau đó các bạn bấm cho cô cái số, cái ký hiệu x mũ trừ 1, đóng ngoặc, hoặc có thể bấm dấu bằng luôn đều được. Đổi sang độ, ta được là 33 độ 1 phút 29,69 giây. Thế thì chúng ta sau chỗ giây này nhỏ hơn 30 nên ta giữ nguyên là 33 độ 1 phút. Chú ý để tìm góc alpha, khi biết cô tang thì ta có thể tìm góc 90 độ trừ alpha. Đấy, rồi suy ra alpha cũng được. Chúng ta cùng đến với phần luyện tập số 5. Dùng máy tính cầm tay tìm các góc alpha làm tròn đến phút, biết rằng cô sẽ viết sẵn A, B, C, D. Câu A sẽ là alpha gần bằng beta. Câu B là alpha gần bằng cùng thực hành với máy tính này, ta sẽ được như sau. Sin alpha bằng 0,3782. Chúng ta bấm shift sin 0,3782 bằng bấm sang độ và làm tròn. Sau 13 độ là 20,03 phút, thế nên ta sẽ giữ nguyên là 22 độ 13 phút. Câu B, cos alpha bằng 0,6251, chúng ta bấm shift cos 0,6251 bằng bấm sang độ, ta được 37,7 là giá trị lớn hơn 30, vậy nên chúng ta làm tròn lên một đơn vị thành 51 độ 19 phút. Câu C, chúng ta bấm shift tan 2,154 đổi sang độ và làm tròn lên một đơn vị được 65 độ 6 phút. Cuối cùng với cô tang, chúng ta bấm shift tang của 3,253 mũ trừ 1 bằng 17 độ 5 phút. Chúng ta cùng đến với phần vận dụng. Trở lại bài toán ở tình huống mở đầu, trong một tòa chung cư biết đoạn dốc sảnh vào tòa nhà dài 4m, độ cao của dốc bằng 0,4m. Hãy tính góc dốc và hỏi góc đó có đúng tiêu chuẩn của dốc cho người đi xe lăn hay không. Ở đây chúng ta lưu ý có những dữ kiện. Thứ nhất đó là đoạn dốc vào sảnh tòa nhà dài 4m và độ cao của đỉnh dốc là 0,4m. Vậy chúng ta có, đây là 4m này, đây là 0,4m này.
Để tính được góc alpha thì cô thấy rằng là có cạnh đối và cạnh huyền, nên cô có công thức như sau. Sin alpha sẽ bằng h trên a bằng 0,4 chia cho 4 bằng 0,1. Vậy thì alpha sẽ gần bằng bấm shift sin 0,1. Làm tròn, ta được 5 độ 44 phút. Giá trị này nhỏ hơn 6 độ. Vậy nên chúng ta trả lời ở câu B như sau. Góc đó đúng tiêu chuẩn của dốc cho người đi xe lăn. Chúng ta cùng đến với phần tranh luận. Để tính khoảng cách giữa hai điểm A, B không đo trực tiếp được, chẳng hạn A và B là hai điểm ở hai bên sông, người ta lấy điểm C về phía bờ sông có chiều B sao cho tam giác ABC vuông tại B. Ở bên bờ sông có chiều B, ta đo được góc ACB bằng alpha và cạnh BC thì bằng A như hình 4.10. Với các dữ liệu đó thì ta đã tính được khoảng cách AB hay chưa? Và nếu được thì hãy tính AB, biết rằng alpha thì bằng 55 độ và A thì bằng 70 độ. Ta có tan của góc C hay là góc ACB sẽ bằng cạnh đối là AB chia cạnh kề là cạnh BC. Từ đây thì chúng ta có cạnh AB sẽ bằng BC nhân với tan của góc ACB. Cạnh BC đã biết là bằng A, thế còn góc ACB bằng góc alpha, thế nên chúng ta có A nhân tan của alpha. Vậy với các dữ liệu đề bài cho thì ta có thể tính được khoảng cách AB. Và cụ thể trong bài này, khi alpha bằng 55 độ, A thì bằng 70 mét, ta sẽ có AB bằng 70 nhân với tan của 55 độ. Chúng ta có thể sử dụng máy tính để tính xem tan của 55 độ bằng bao nhiêu. Bấm tan 55 độ bằng nhân với 70. Kết quả xấp xỉ 99,97. Vậy cô sẽ làm tròn để nguyên là 99,97. Gần bằng 99,97. Chúng ta cùng đến với phần bài tập. Bài 4.1. Cho tam giác ABC vuông tại A, tính các tỷ số lượng giác sin, cosin, tan, cotan của các góc nhọn B và C. Trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ hình. AB bằng 8 cm, BC thì bằng 17 cm. Chúng ta sẽ tính cạnh AC nhé. Tam giác ABC vuông tại A. Áp dụng định lý Pythagore. Ta sẽ có AC bình bằng BC bình trừ đi AB bình, thay số được 17 bình trừ đi 8 bình, được như sau. 17 bình bằng 289 trừ đi 8 bình, kết quả bằng 225. Từ đây AC sẽ bằng
căn của 225 bằng 15 cm. Chúng ta sẽ tính các tỉ số lượng giác. Thứ nhất là sin của góc B. Vì hai góc B và C là hai góc phụ nhau, thế nên là sin của góc B cũng sẽ bằng cốt của góc C. Sin của góc B bằng đối trên huyền bằng AC trên BC bằng 15/17. Cốt của góc B thì bằng sin của góc C bằng cốt bằng kề trên huyền là AB trên BC bằng 8 chia cho 17. Tang của góc B thì bằng cotang của góc C bằng tang thì bằng đối trên kề, tức là AC trên AB bằng 15/8. Và cuối cùng cotang của góc B thì bằng tang của góc C bằng cotang thì ngược lại bằng kề trên đối, tức là AB trên AC bằng 8/15. Câu B. Tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB lớn hơn AC. AC là 0,9, BC là 1,2. À, AB là 1,2, vậy thì cô sẽ tính cạnh BC trước. Tam giác ABC vuông tại A. Áp dụng định lý Pythagore. BC là cạnh huyền nên ta có BC bình bằng AB bình cộng với AC bình. Thay số vào ta được 1,2 bình cộng với 0,9 bình bằng 2,25. Từ đây thì ta có cạnh BC sẽ bằng căn của 2,25 thì bằng 1,5. Ta sẽ tính các tỉ số lượng giác. Sin góc C bằng cos góc B bằng đối trên huyền AB trên BC bằng 1,2 chia 1,5 bằng 4/5. Cosin của góc C, tức là cốt của C, thì bằng sin của góc B bằng cạnh kề trên cạnh huyền AC trên BC bằng 0,9 chia cho 1,5 bằng 3/5. Tang của góc C bằng cotang của góc B. Tang bằng cạnh đối trên cạnh kề AB trên AC. Thay số được 1,2 chia 0,9 bằng 4/3. Và cuối cùng là cotang của góc C thì bằng tang của góc B bằng ngược lại AC trên AB bằng 3/4. Tiếp tục với bài 4.2. Cho tam giác vuông có một góc nhọn bằng 60 độ và cạnh kề với góc 60 độ thì bằng 3 cm. Hãy tính cạnh đối của góc này. Cô sẽ vẽ hình ra để cho các bạn dễ hình dung. Cô vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 60 độ. Ta có cạnh kề với góc 60 độ bằng 3 cm. Vậy đây là 3 cm. Hãy tính cạnh đối của góc này. Vậy chúng ta cần tính vị trí này. Ta có
cạnh đối sẽ bằng, à, trước tiên cô viết công thức đã nhé. Công thức ta có, chúng ta thấy có cạnh đối với cạnh kề thì chúng ta sẽ sử dụng công thức đến tang. Tang của 60 độ bằng cạnh đối trên cạnh kề. Vậy cạnh đối sẽ bằng cạnh kề nhân với tang của 60 độ. Cạnh kề đề bài cho bằng 3. Tang của 60 độ thì chúng ta kiểm tra với bảng giá trị ở trên. 60 độ, tang alpha, tang của 60 độ bằng căn 3. Vậy cô sẽ có ở đây là 3 nhân căn 3. Và kết quả là bằng 3 căn 3 cm. Bài 4.3. Cho một tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30 độ, cạnh đối với góc này bằng 5 cm, tính độ dài cạnh huyền của tam giác. Bài này bạn nào nhanh thì có thể là sẽ không cần phải sử dụng đến hình vẽ, chúng ta sẽ thử xem sao nhé. Đối với bài này có các dữ kiện như sau: góc nhọn bằng 30 độ, cạnh đối là bằng 5 và cần tính cạnh huyền. Vậy chúng ta thấy tỉ số lượng giác liên quan đến cạnh đối và cạnh huyền là sin. Vậy cô sẽ có như sau: sin của góc 30 độ bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Tức là chúng ta sẽ có cạnh đối, cô sẽ thay giá trị luôn nhé. Sin 30 độ lại dựa vào bảng công thức ta có. Sin 30 độ bằng 1/2. Hoặc chúng ta cũng có thể bấm máy tính để xác định sin 30 độ bằng bao nhiêu. Vậy cô có 1/2 sẽ bằng 5 chia cho cạnh huyền. Vậy chúng ta sẽ có cạnh huyền bằng 5 × 2 bằng 10 cm. Bài 4.4. Cho hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 3 và căn 3, ta sẽ vẽ hình. Chiều dài là 3, chiều rộng là căn 3. Tính góc giữa đường chéo và cạnh ngắn hơn của hình chữ nhật. Đây là đường chéo này. Cạnh ngắn hơn là cạnh là chiều rộng. Vậy thì góc chúng ta cần tìm là góc này. Để chúng ta có, gọi góc cần tìm là alpha. Trong hình thì ta thấy chúng ta có cạnh đối và cạnh kề, thế nên cô sẽ sử dụng đến công thức liên quan đến đối và kề, đấy là tang của alpha. Cạnh đối là 3, cạnh kề là căn 3. 3 chia căn 3 thì được căn 3. Tang alpha bằng căn 3 thì chúng ta sẽ sử dụng bảng lượng giác trang 69 nhé. Đây, giá trị tang bằng căn 3 ứng với góc là 60 độ. Vậy chúng ta có alpha bằng 60 độ. Viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 45 độ. Câu A. Sin 55 độ thì bằng với cốt của 90 độ trừ 55 độ bằng cốt của 35 độ. Cốt của 62 độ hay là cosin của góc 62 độ đấy sẽ bằng sin của
của 90 độ trừ đi 62 độ bằng sin của 28 độ. Tan của 57 độ bằng cotang của 90 độ trừ đi 57 độ bằng cotang của 33 độ. Cotang của 64 độ bằng tan của 90 độ trừ đi 64 độ bằng tan của 26 độ. Câu B. Tính tan của 25 độ chia cho cotang của 65 độ. Chúng ta sẽ biến đổi một chút, tan 25 độ giữ nguyên. Thế còn cotang của 65 độ thì cô sẽ viết thành tan của 90 độ trừ 65 độ. Bằng tan của 25 độ chia cho tan của 25 độ. Rút gọn cho nhau còn 1. Ý thứ 2, tan của 34 độ trừ đi cotang của 56 độ bằng tan 34 độ cô giữ nguyên. Nhưng cotang của 56 độ thì sẽ thay bằng tan của 90 độ trừ đi 56 độ bằng tan của 34 độ trừ đi tan của 34 độ, vậy bằng 0. Bài tập tiếp theo, bài 4.6. Bài 4.6 yêu cầu là dùng máy tính cầm tay tính các ý từ A đến D và yêu cầu làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3. Chúng ta viết các câu A ra. A là sin 40 độ 12 phút. Gần bằng B. Cốt 52 độ 54 phút. Câu C. Tang 63 độ 36 phút. Và cuối cùng là cotang của 35 độ 20 phút. Chúng ta sẽ dùng đến máy tính Casio để tính nhé. Đầu tiên cô có sin của 40 độ 12 phút. Cô sẽ nhập vào máy tính như sau. Sin 40 độ 12 phút bằng, chúng ta thấy kết quả như trên màn hình, và làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3. Vậy chúng ta có là 0,645. Tiếp tục với ý B, chúng ta có biểu thức ở đây là cốt của 52 độ 54 phút. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3, vậy ta lấy là 0,603. Tiếp tục ý C, tan của 63 độ 36 phút. Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 ta được 2,014. Và cuối cùng ý D là cotang của 35 độ 20 phút. Ở máy tính thì không có ký hiệu cotang nên ta sẽ bấm là 1 phần tang. Làm tròn ta được 1,4106 thì sẽ làm tròn thành 1,411. Chúng ta cùng đến với bài 4.7. Dùng máy tính cầm tay tìm số đo góc x làm tròn đến phút. Biết rằng sin x bằng 0,2368, vậy x sẽ bằng sít sin của 0,2368. Câu A,
xấp xỉ bằng ta được kết quả bấm sang độ được 13 độ 41 phút 51,9 giây. Vậy ta làm tròn thành 42, 13 độ 42 phút. Yêu cầu làm tròn đến phút mà. Tiếp tục với câu B. Chúng ta bấm shift code 0,6224. Đổi sang độ và làm tròn. Ta được 51 độ 31 phút. Câu C. Ta bấm shift tan của 1,236. Đổi sang độ ta được 51 độ 1 phút 30,04 giây, tức là 51 độ 2 phút. Ý D. Cotang của x thì bằng 2,154. Vậy thì ta sẽ có tang x sẽ bằng 1 chia cotang bằng 1 phần 2,154. Vậy muốn bấm ra góc x thì ta bấm shift tan của 2,154 mũ trừ 1. Đổi sang độ 24 độ 54 phút. Hoặc ở đây chúng ta cũng có thể bấm là shift tan của 1 phần 2,154. Cũng ra cùng một kết quả nhé. Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong bài 11 tỉ số lượng giác của góc nhọn. Về nhà chúng ta hãy ôn bài thật kỹ và chuẩn bị tốt cho bài học tiếp theo nhé. Hẹn gặp các em ở bài học tiếp theo.